Trước đây, gần một hecta đất của gia đình anh Hồ Văn Lưỡng ở xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh chỉ để trồng mía. Nhưng cây mía bấp bênh về giá khiến ông gặp nhiều khó khăn. Sau khi tham gia lớp đào tạo kỹ thuật và chăm sóc cây có múi do địa phương tổ chức, ông bắt tay cải tạo lại đất vườn và trồng cây cam sành. Nhờ tích lũy được kiến thức áp dụng vào thực tế, nên vườn cam sành của ông ngày một xanh tốt. Có cái lớp đào tạo nghề đang học trồng cây có múi này, tôi cũng tình nguyện qua để xin qua để học học thời gian như vậy là tôi về mới truyền đạt lại cho chồng lại cho cái cái vườn cam tôi qua cái lớp học như vậy thì với bản thân bản thân tôi tôi thấy hết sức là có hiệu quả mà mong rằng là làm sao mà có cái lớp được dạy còn tiếp tục thêm nữa để cho bao nhiêu người anh em mà ta chưa học ta phải học hỏi thêm để rút kinh nghiệm cho vườn người ta càng càng tốt hơn trong 5 năm qua, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 34.000 lao động nông thôn, trong đó có gần 70% lao động đào tạo đã tìm được việc làm với thu nhập ổn định. Đến giờ này, phải nói rằng nó cũng đạt được nhiều cái kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt là cái tỷ lệ lao động ở nông thôn thì đã được tiếp cận qua cái các cái lớp đào tạo nghề. Và đến giờ này thì phải nói rằng nhiều người lao động đã được trang bị cho mình những cái nghề để phục vụ cho các hoạt động hàng ngày cũng như là ở tại địa phương và cũng như là đi làm việc ở những nơi khác qua cái đánh giá trong cái 6 tháng đầu năm năm 2015 đó, thì cái công tác dạy nghề của năm nay đến giờ này phải nói đạt cái kết quả rất là cao Đặc biệt trong thời gian gần đây nhờ việc mở các lớp dạy nghề theo địa chỉ tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt đến hơn 90% Tỉnh chú trọng là đào tạo nghề theo địa chỉ tức là đào tạo nghề gắn việc làm. Mà để thực hiện được cái uh, vấn đề này đó thì uh, Sở động thông tin xã hội tức là phối hợp với uh, các cái doanh nghiệp có nhu cầu cái tỷ nhiều lao động để uh, đào tạo nghề, tức là theo địa chỉ. Và do vậy mà cái số lao động sau khi đào tạo nghề coi như là đa số là có cái việc làm. Hiện tỉnh Hậu Giang vẫn đang tiếp tục giả soát, tập hợp người lao động và tổ chức đào tạo nghề. Trong năm 2015, dự kiến tỉnh sẽ đào tạo nghề theo địa chỉ cho hơn 2.000 lao động để cung ứng lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp.